ảnh đẹp thế này thì lại phải post ngay lên để khoe với các mẹ. Làm gì trong này mà cửa giả không khóa thế hả con thưa ơi? Thưa mẹ, con thưa mẹ. Làm bận một tí. Mẹ đi đâu mà đột ngột tỉnh thế này hả? Mẹ vừa quê lên đấy. Đấy, toàn đồ thực phẩm ngon và sạch, cực kỳ sạch con nhá. Đấy, đây này, cả thịt lợn nữa, thịt lợn rẻ mua hộ nông dân. Toàn đồ organic cả đấy. Ôi, nhiều thế này à mẹ? Nhiều thế này thì để con mang cho hàng xóm một ít nhá. Không một mình nhà con ăn làm sao hết. Ơ, kiểu sức lại cho nhỉ? Mấy khi mà mua được cái thực phẩm vừa ngon vừa an toàn như thế này, cố mà lưu trữ, bán dần con ạ. Nhá, mấy khi mà mua được đâu. Mẹ này. Kìa, hay thật đấy cơ. Mấy bước lưu trữ bảo quản thực phẩm thôi mà cũng không làm được. Tưởng là food blogger Phan Anh của mẹ tài giỏi lắm cơ. Vâng. Đấy, mẹ chỉ nói thế thôi. Làm đi nhá, mẹ lên chơi lũ trẻ đây. Vâng ạ. Chết rồi, bằng này thức ăn thì lấy đâu ra chỗ bảo quản chứ? Hay là giấu đi chỗ nào để cho mẹ không nhìn thấy nhỉ? Con sao, con sao? Cứ từ từ, cứ từ từ. Mình đã có tủ lạnh Panasonic 4 ngăn siêu cool rồi. Lại có thể tiếp tục được sống ảo. Bảo quản thực phẩm sẽ giúp cho thực phẩm có thời gian sử dụng lâu hơn mà vẫn giữ được dưỡng chất thiết yếu. Và không để các bạn phải chờ lâu, Phan Anh sẽ chia sẻ những mẹo hết sức đơn giản để có thể bảo quản thực phẩm theo cách an toàn nhất cho chính gia đình của mình. Đầu tiên thì chúng ta cần phải chia nhóm thực phẩm để có thể bảo quản một cách tiện lợi nhất. Thì các bạn phải phân loại thức ăn ra theo các nhóm khác nhau để dễ bảo quản. Ở đây thì Phan Anh sẽ chia thành các nhóm như nhóm rau củ này, nhóm thịt cá và nhóm trứng sữa. Và đừng quên là luôn luôn bảo quản thực phẩm đúng cách, đúng ngăn. Bởi mỗi ngăn tủ lạnh thì lại có mức nhiệt độ tối ưu khác nhau. Việc bảo quản đúng ngăn, đúng cách sẽ làm cho thực phẩm tươi ngon hơn đấy. Với các loại thực phẩm cần phải trữ đông thì các bạn nên rửa sạch, sơ chế và chia thành từng phần theo từng bữa ăn để dễ dàng trong việc giã đông và sử dụng. Đầu tiên thì chúng ta phải rửa sạch, sau đó thấm khô và cho vào các loại hộp kín có nắp đậy. Với tủ lạnh thường thì thông thường sẽ chỉ có bộ lọc tinh thể bạc kháng khuẩn ở ngăn mát, không có ở trong ngăn trữ đông, nên là các bạn cần phải cho vào hộp thật kín, đậy thật chặt và sẽ dễ bị tình trạng ám mùi hoặc là những khuẩn chéo. Tuy nhiên, với tủ lạnh Panasonic thì có cả bộ lọc tinh thể bạc kháng khuẩn ở trên phần ngăn đông. Vì vậy, Phan Anh rất là yên tâm khi sử dụng và khi trữ đông tất cả các loại thực phẩm cho gia đình. Đối với các loại rau thơm, rau gia vị lá mềm thì có một mẹo rất hữu ích đối với các bà nội trợ. Đó chính là ta chỉ cần cắt bỏ phần gốc rễ, nhặt bỏ lá sâu héo và sau đó thì dùng màng bọc thực phẩm bọc thật kín lại và luôn luôn để ở phía bên trên cùng của ngăn rau để tránh cho rau bị dập nát. Còn đối với các loại rau củ khác, với tủ lạnh thông thường thì các bạn cần phải cho vào túi ni lông có đục lỗ và zip lại, sau đó thì để trong ngăn rau và tránh tình trạng là rau bị úng nẫu bởi vì tủ lạnh sẽ không có đủ cung cấp đủ độ ẩm. Tuy nhiên, với ngăn rau có đủ độ ẩm cao như tủ lạnh Panasonic thì bạn hoàn toàn có thể bỏ trực tiếp các loại rau củ vào trong ngăn rau mà không cần phải sử dụng đến bất cứ một cái túi ni lông nào, vừa thân thiện với môi trường mà lại vừa không lo bị úng hay nẫu. Wow, thế là Phan Anh đã hoàn thành nhiệm vụ của mẹ chồng giao cho khi đã sơ chế và bảo quản được 5kg thực phẩm. Nhưng các bạn lưu ý nhé, bên cạnh việc bảo quản thì bước giã đông cũng là một bước mà rất nhiều người phạm phải sai lầm. Có 3 cách giã đông phổ biến nhất mà chúng ta hay dùng. Đó chính là 1. Hạ dần nhiệt độ thực phẩm. 2. Ngâm với nước. 3. Dùng lò vi sóng hoặc lò hấp nướng đa năng. Để thực phẩm xuống ngăn mát là cách giã đông an toàn nhất để thực phẩm có thể giảm nhiệt từ từ, ngăn ngừa vi khuẩn. Nếu ngâm nước để giã đông, bạn nên ngâm nước lạnh
vì nước nóng quá sẽ làm mất chất dinh dưỡng của thực phẩm. Còn nếu bạn muốn tiết kiệm thời gian, dùng lò vi sóng cũng là một cách vô cùng hữu ích, hoặc lò hấp nướng đa năng. Và dù rã đông bằng cách nào thì các bạn nên chú ý không nên rã đông nhiều lần. Thực phẩm sau khi rã đông thì phải chế biến ngay nhé. Thế bao nhiêu rau thịt củ quả của mẹ đâu hết rồi? Con mang cho hàng xóm rồi phải không? Không đâu mẹ ơi, con mời mẹ khám phá chiếc tủ lạnh Panasonic của con đi ạ. Đây mẹ xem này. Cứ như là thứ thần trong truyện tranh Doraemon của con Mỹ biết con nhỉ? Rơm của mẹ. Thôi, mẹ con mình ra chuẩn bị bữa ăn trưa đi mẹ. Panasonic.